Phương Chi và Minh Khoa xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là các tin tức địa phương, sau đó là phần tin cộng đồng của SBTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Bản tin đầu tiên cho biết nền kinh tế của tiểu bang Massachusetts tăng mạnh trong 3 quý liên tiếp. Phần tin chi tiết Phương Chi xin gửi đến quý vị sau đây. Tin từ Boston, kính thưa quý vị, theo số liệu được công bố do Viện Donahue tại Trường Đại học UMass cho thấy, nền kinh tế của tiểu bang Massachusetts tăng mạnh đáng kể so với nền kinh tế quốc gia trong quý thứ tư, tạo nên 3 quý tăng trưởng liên tiếp trong bản báo cáo tại Viện Donahue cho biết là tổng sản phẩm đầu người GDP của tiểu bang Massachusetts tăng ở mức độ hàng năm là 4.7% trong quý tư và so với mức tăng trưởng hàng năm là 2.6% của tổng sản phẩm của GDP trên toàn quốc. Sự tăng trưởng trong nền kinh tế của tiểu bang suốt quý tư chậm lại từ 6% trong quý 3 và 5.2% trong quý 2. Nhưng số liệu cho thấy là 9 tháng tới tăng trưởng mạnh sau khi nền kinh tế của tiểu bang nằm ở mức là 2.4% của suốt một quý đầu của năm 2014. Nhìn về phía trước thì nền kinh tế của tiểu bang dự đoán sẽ tăng trưởng ở mức là 5.2% tỷ lệ hàng năm trong vòng 6 tháng tới. Bản tin thứ hai hôm nay cho biết, theo cơ quan của CDC, đồ ăn trẻ em chứa quá nhiều muối và đường. Phần chi tiết Minh Khoa xin được gửi đến quý vị sau đây. Kính thưa quý vị, một nghiên cứu mới nhất của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC, đa số các đồ ăn, thực phẩm của trẻ em được bán trên thị trường đều chứa quá mức đường và muối. Theo cơ quan CDC, 1/4 trẻ em ở Hoa Kỳ từ 2 tuổi đến 5 tuổi bị nặng ký. Ngoài ra, 80% các trẻ em từ 1 đến 3 tuổi tiêu thụ hơn số lượng muối quy định mỗi ngày là 1.500 mg. Tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa muối dẫn đến bệnh huyết áp cao. Theo thống kê, 1/9 trẻ em ở Hoa Kỳ có huyết áp cao hơn bình thường. Huyết áp cao là một nguy cơ có thể dẫn đến bệnh tim mạch sau này. Theo cơ quan CDC, các cha mẹ nên theo dõi kỹ lưỡng các nhãn hiệu để chọn thực phẩm, thức ăn uống chứa ít muối và đường cho trẻ em. Không nên cho các em ăn quá 1.500 mg muối mỗi ngày. Ngoài ra, số lượng đường không nên cao hơn 35% số lượng calo của thực phẩm. Bản tin sau đây liên quan đến việc Super Bowl trở thành chương trình truyền hình được xem nhiều nhất từ trước đến nay. Phần tin chi tiết do Phương Chi xin gửi đến quý vị sau đây. Kính thưa quý vị, trận chung kết của giải bóng bầu dục đặt ra chuẩn số lượng người xem truyền hình mà thông thường thì khó có thể vượt qua tới khi có cảnh tượng vô địch trong một trận chung kết tiếp theo. Theo đài truyền hình của NBC, chiến thắng của đội tuyển New England Patriots qua đội Seattle Seahawks trong giải vô địch của Super Bowl 49 vào hôm Chủ nhật tuần vừa qua có lên đến 114.4 triệu người xem. Số lượng người xem đã vượt qua số kỷ lục 112.2 triệu người xem đạt được khi đội Seahawks đánh bại đội tuyển Denver Broncos vào năm trước. Bản tin sau đây liên quan đến việc Thống đốc Charlie Baker đề xuất các biện pháp để cắt giảm 500 triệu Mỹ Kim cho ngân khoản thiếu hụt của tiểu bang. Phần chi tiết Minh Khoa xin được gửi đến quý vị sau đây. Tin từ thành phố Boston, kính thưa quý vị. Sau khi nhận chức Thống đốc tiểu bang, Thống đốc Charlie Baker cho biết ngân khoản thiếu hụt của tiểu bang có thể từ 500 triệu Mỹ Kim cho đến 750 triệu Mỹ Kim. Cho đến nay, con số thâm hụt ngân khoản chính thức là 768 triệu Mỹ Kim. Thống đốc Baker cho biết, chính quyền của ông thừa hưởng ngân khoản thiếu hụt này cho năm 2015 là do vấn đề chi tiêu, thuê mướn nhân viên và chương trình bảo hiểm y tế của tiểu bang. Trong khi đó, mức chi tiêu tăng lên 7.7%, điều mà không thể tránh khỏi. Mục tiêu chính của ông là cắt giảm 500 triệu Mỹ Kim. Về phía cơ quan hành pháp, ngân khoản chi tiêu sẽ bị cắt giảm khoảng 2%. Riêng văn phòng thống đốc, ông sẽ cắt giảm để có thể tiết kiệm 145 triệu Mỹ Kim. Phụ tá của văn phòng thống đốc cho biết, lương bổng của thống đốc với 151.000 Mỹ Kim một năm sẽ không thay đổi. Mọi cắt giảm sẽ không ảnh hưởng đến tài chính viện trợ các thành phố, sở gia đình và trẻ em và các chương trình tác động đến những người vô gia cư. Bộ trưởng Tài chính tiểu bang bà Christine Lefort cho biết, việc cắt giảm ngân sách sẽ có tác động rất tối thiểu về các dịch vụ công cơ bản. Khoảng 282 triệu Mỹ Kim phải được cắt giảm từ Thượng viện và Hạ viện. Điều đó bao gồm 40 triệu Sở Giao thông Vận tải, trong đó đa số là ngưng việc thuê mướn nhân viên vào những vị trí không cần phải tuyển dụng.
250 triệu liên quan đến doanh thu mới, bao gồm một kế hoạch ân xá thuế và chuyển 131 triệu trong vốn tăng thuế doanh nghiệp, nếu không sẽ phải sử dụng quỹ dự trữ của tiểu bang. Văn phòng thống đốc còn cho biết 22 triệu Mỹ Kim đã được tiết kiệm sau kho thống đốc Charlie Baker nhận chức và đã ra lệnh ngưng việc tuyển nhân viên mới cho đến khi chính quyền của ông xem xét lại nhân khoản tài chính. Bản tin cuối cùng hôm nay cho biết số ca bệnh cúm đang gia tăng tại tiểu bang Massachusetts. Phần chi tiết, Phương Chi xin gửi đến quý vị sau đây. Tin từ Boston, kính thưa quý vị, theo Bộ Y tế Công cộng Boston, Boston Public Health Commission, số ca bệnh cúm đã tăng lên đến 728 kể từ đầu mùa cúm vào tháng 10. Hơn 170 bệnh nhân phải nhập viện vì cơn cảm cúm trầm trọng. Trong đó có 4 người đã tử vong. Mỗi năm tại Hoa Kỳ thì có 24.000 người tử vong vì bệnh cúm. Những khu vực tới tỷ lệ bệnh cúm cao gồm có phía bắc của thành phố Boston, đồng thời có các thành phố như là Roxbury, Dorchester, Mattapan và Hyde Park. Các chuyên viên y tế khuyên cáo nên phòng ngừa bệnh cúm, đặc biệt là bệnh nhân có hệ thống miễn dịch yếu như là phụ nữ đang có thai, trẻ em dưới 5 tuổi, người lớn trên 65 hoặc những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như là bệnh tim, phổi và thận. Tuy nhiên, thuốc vaccine năm nay chỉ thiếu chất lượng. Bác sĩ Huy Nguyễn, giám đốc của Bộ Y tế Công cộng Boston, vẫn khuyến khích tất cả mọi người trên 6 tháng tuổi nên chích thuốc vaccine. Lý do và thuốc vaccine vẫn không có khả năng chống một số virus cúm và giảm nguy cơ phải nhập viện vì bệnh cúm. Bộ Y tế Công cộng cho chương trình chích ngừa cúm miễn phí. Quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại 617-534-5050 hoặc 1-800-847-0710. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Hai Nguyên, em đi đâu mà kinh cái thùng bự vậy? Đây gửi tiền Việt Nam nè. Ở đây có dịch vụ đó anh em. Chà, chị biết không, anh còn nhận tiền từ gửi từ Việt Nam sang đây nữa. Bằng hệ thống MoneyGram rất là an toàn và nhanh chóng, trong vòng 24 tiếng là nhận được rồi. Ủa còn chị đi đâu vậy? Chị đi trả bill nước, gas điện thoại cho mẹ chị. Ủa đây cũng làm dịch vụ đó nữa. Dạ, đây là dịch vụ mới đó em. Luôn cả money order em có thể mua ở đây được luôn. Vậy thôi em đi gửi đồ nghe chị đi. Chào tiêu. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây lớn nhất trong vùng New England do người Việt Nam làm chủ. Chúng tôi chuyên bán đầy đủ các loại thuốc tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam giao tận nhà trong vòng 24 tiếng với lệ phí thấp nhất. Dịch vụ trả tiền bill cho điện, nước, gas, v.v. Bán money order và chuyển tiền từ Việt Nam qua Mỹ qua hệ thống MoneyGram. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin gọi 617-282-9800 cho mọi thắc mắc. Ủa chị Phương Chi. Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy, chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời ơi, đẹp quá chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ, bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa, lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ, thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter Beauty Academy á em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cũng xin đó em học. Được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nailmart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nailmart 617-288-8999. Nailmart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư. Bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail, tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam. Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Dorchester trong khu vực Dorchester do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng bán sỉ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. Hợp khẩu vị với người Á Đông. Đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng.
Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời. Senior Whole Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh số điện thoại 508-769-6968. Đến với Queen's Mind Dental, văn phòng nha sĩ Anh Phi Nguyễn tọa lạc trên số 235 Quincy Avenue, thành phố Quincy. Chúng tôi là văn phòng nha khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em với đầy đủ các dịch vụ trồng răng, lấy gân máu, niềng răng và mọi dịch vụ nha khoa. Ngoài ra, chúng tôi còn có các dịch vụ thẩm mỹ như căng da mặt, làm mất nếp nhăn với các thiết bị và máy móc tối tân. Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế, đảm bảo quý vị sẽ hài lòng khi đến với Queen's Mind Dental. Mọi chi tiết xin liên lạc nha sĩ Anh Phi Nguyễn qua số 617-479-84. Hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của SBTN Boston và sau đây kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng Việt Nam tại Boston chuẩn bị đón Tết. Kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết, chỉ còn vỏn vẹn 10 ngày nữa là Tết đã đến và khắp nơi đều rộn ràng không khí Tết. Và không biết tại Boston, cộng đồng người Việt cũng như các cơ sở thương mại tại đây sẽ chuẩn bị gì để đón Tết? Mời quý vị cùng với Uy Vũ đi chợ Tết tại Boston. Xuân sang ta chung nhau, bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về khắp trên môi cười xinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc lành, ước mong tết này tươi cười khắp trời. Mùa xuân sang ta chung nhau, năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về, xoa tan bao buồn lo âu. Ta nhấc ăn chén rượu ấm nồng, chúc nhau những lời ước hẹn thắm. Cảm ơn Vũ thì. Ngồi ở bánh mì 22 năm của bánh mì Ba Lẹ đã cố trao dồi để gửi đến quý đồng hương gần xa. Thì cứ vào mỗi mùa Tết đến, bánh mì Ba Lẹ có hợp tác cùng với Bảo Hiên Rồng Vàng để mà ra những cái bánh mứt làm sản xuất tại Mỹ để gửi đến cho quý đồng hương gần xa, cho có một dĩa bánh mứt trong nhà được vừa khẩu vị và đúng tiêu chuẩn để bà con yên tâm để gửi tặng cho bạn bè và gia đình trong mùa Tết. Đây cũng theo như cái thông lệ của người Việt Nam thì cũng là bánh mứt rồi chân rè ở Mỹ, cho dù là họ ít ăn mứt bánh bánh nhưng mà năm nào cũng phải có. Rồi đặc biệt là mùa Tết này thì rất là nhiều mặt hàng giảm giá, ví dụ như từ rau cải, thịt cá hay là hàng khô cũng đều take percent off xuống hết để cho người Việt mình ăn Tết được rườm rà, rầm rộ hơn so với những năm trước. Đúng ra là tiệm này là bánh mì, không phải là chuyên về bánh mứt, nhưng mà có thể vì cái chữ tín của bánh mứt mà làm sản xuất tại Mỹ gần mười mấy năm, cho nên bà con đã có cái lòng tin. Bởi vậy vào trong mùa Tết thì tiệm của mình bán rất là chạy, ngoài những cái mứt dừa, mứt sen hay là mứt gừng, và bánh tét, bánh chưng mình làm tại nơi đây, cho nên mình được khách từ New York, New Jersey hay là Springfield, Vermont đều ở xa, hello, đều chạy về đây để mà mua những cái bánh mứt để gửi tặng cho bà con, cho nên năm nào mình cũng vẫn bán rất là đông. Thông thường bán những hàng Tết đó, đầu Tết đó, thì trước khi Tết, cận Tết đó, thì nhất là nếp, rồi là con mua nếp hay là mua
lá chuối rồi thịt ba rọi, hay là có một số ví dụ đậu xanh, cũng có một số hàng ví dụ như dưa món hay gì á, thì bà con người Việt Nam mình chuyên môn làm để những món để ăn Tết không lệ như vậy, và những mặt hàng đã được bán sale. Cái bánh tiệm của mình cứ không dám nói là mình sẽ tặng cái món gì, tại vì trong này có rất là nhiều món tùy theo sở thích của khách hàng, cho nên tiệm quyết định cứ khách hàng mua trên 100 đồng thì sẽ gửi tặng một món quà tùy theo ý khách, tùy theo cái sở thích. Với cái số tiền là từ 10 đồng trở xuống. Cho nên rất là mong sự ủng hộ của bà con gần xa. Nếu khách hàng nào đã mua rồi thì đã biết là cái chất lượng đồ của tiệm. Còn nếu bà con chưa có mua thì cũng xin mời đến tiệm và ủng hộ cho tiệm bánh mì Ba Lẹ để cho có cơ hội phát triển thêm để cung cấp cho bà con đồng hương. Đặc biệt ở trên, nhất là ở trên lô thì chúng tôi bán cái giá mà nếp á, mua vô và bán ra hầu như ngang ngửa giá nhau, chẳng là gì trong đó. Tại vì mình muốn là lâu lâu một năm có một dịp Tết bà con họ làm bánh, làm trái nhiều, thì nhất là đậu xanh on sale và nếp cũng được on sale, cũng như là bà rọi chỉ, hay là có một số dưa món vậy đó. Rồi cũng có, ngoài ra có một số hàng ví dụ như từ rau quả hay một số mặt hàng khác cũng được on sale trong dịp Tết này. Nhân dịp năm mới, cho tôi xin đại diện hết tất cả anh chị em ở bánh mì Ba Lẹ xin gửi lời kính chúc cho tất cả đồng hương gần xa một năm mới an khang thịnh vượng, mọi điều được may mắn, sức khỏe dồi dào. Trước tiên là kính chúc cái những khán giả của đài xin gửi em và sẵn lên đây xin làm đại diện cho chợ Mê Công, chợ Vi Mòn ở Providence, chợ Vi Mòn ở trên lô nè. Kính chúc quý bà con thành tựu gần xa có một năm được an khang thịnh vượng, đàn chợ thơ tung tăng mong muốn bao lì xì nụ cười trên môi khắp các mọi nơi mình người dân năm nay. Kính thưa quý vị khán giả của đài SBTN, chúng tôi là Hà Văn Tài thuộc SBTN Boston, xin kính chào quý vị. Chào quý vị, theo thông lệ hàng năm thì anh Khiết chủ chợ Phú Cường hàng năm có một cái nhã ý là giúp một số tiền cho các hội từ thiện để cứu giúp những trẻ em Việt Nam đang bị khuyết tật, sống cuộc sống rất là thiếu thốn và đau khổ. Thì hôm nay cũng như thông lệ hàng năm, chúng tôi đến gặp anh Khiết là chủ chợ, và đồng thời anh cũng có nhã ý tặng cho bút nhóm Lửa Việt số tiền là giúp đỡ những người nghèo. Thì hôm nay cũng như thông lệ hàng năm, chúng tôi đến gặp anh Khiết là chủ chợ, và đồng thời anh cũng có nhã ý tặng cho bút nhóm Lửa Việt số tiền là giúp đỡ những người nghèo. Và cũng như chúng ta học hỏi từ người Mỹ là họ sẽ giúp đỡ cái quỹ từ thiện trong và ngoài nước rất là nhiều, thì anh Khiết cũng là một người thành công trong cái vấn đề thương mại ở vùng New England này, là một cái chủ chợ lớn nhất của vùng New England và rất được bà con ủng hộ. Thì hôm nay cũng vấn đề nhường cơm xẻ áo, cũng không quên những người Việt Nam đang sống trong sự thiếu thốn và đau khổ, thì hôm nay anh Khiết cũng có cái nãy tặng cho chúng tôi, nhắc lại là bút nhóm Lửa Việt của cha Trương để cứu giúp cho một số trẻ em khuyết tật tại Việt Nam. Xin anh Khiết có lời chào đến khán giả và nói cái ý nghĩ của anh. Dạ, kính chào tất cả quý đồng hương. Dạ, cũng như mọi năm, chúng tôi chợ Phú Cường cũng có món quà nhỏ gửi tới quý đồng hương của chúng ta ở Việt Nam kém may mắn, như các trẻ em mồ côi, các người già neo đơn, hoặc các trại cùi, vân vân. Và chúng tôi sẽ gửi món quà nhỏ này cho cơ quan từ thiện của cha Trương. Và giờ đây tôi xin trao gửi tấm check này cho ông Tổng Giám đốc đài SBTN Boston là ông Tải. Xin gửi anh Tải. Cảm ơn anh Khiết chủ trợ. Xin cảm ơn quý vị và anh Khiết gửi lời chào quý vị của khán giả SBTN Boston. Kính thưa tất cả quý đồng hương, chợ chúng tôi
được ngày hôm nay là cũng nhờ, trước nhất là cũng nhờ ơn trên ban cho chúng tôi, và thứ hai là cũng nhờ sự ưu ái, nhiệt tình của tất cả quý đồng hương xa gần ở khắp mọi nơi đã ủng hộ cho chợ Phú Cường chúng tôi. Thay mặt cho chợ Phú Cường chúng tôi xin thành thật cảm ơn. Và trước thềm năm mới, chúng tôi cũng kính chúc tất cả quý đồng hương dồi dào sức khỏe, nhiều hạnh phúc và một năm mới khang an thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn anh Khiết, cảm ơn quý vị. Sau những thông tin thương mại của đài là kết thúc chương trình hàng tuần của SPTN Boston. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình hôm nay cũng như tất cả những chương trình đã chiếu, xin vào trang nhà www.sptnboston.com. Phương Chi và Minh Khoa xin kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Ơi, em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2 tới 3 lẻ, tọa lạc trên số 1052 Dorchester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, ba lẻ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xây hoàn toàn từ mía tươi. Chúng tôi nhận đặt tiệc cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng. Đến với ba lẻ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì ba lẻ số 1052 Dorchester, số phone 617-265-7171. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Kính mời quý đồng hương đến chợ Sài Gòn Market trong vùng Randolph, sạch sẽ, khang trang, có bán đầy đủ thức ăn, rau quả, đồ khô, đồ hộp, trái cây tươi, đặc biệt quầy thịt, cá tươi, cua sống có nhân viên phục vụ tại chỗ. Gà đi bộ ở phố Tàu về mỗi ngày, tiếp đãi ân cần, ngon sẻ, chủ nhân trân trọng kính mời. Hệ thống chợ Mekong và hai chi nhánh chợ Vinmart. Chúng tôi là hệ thống chuyên bán sỉ và lẻ các mặt hàng thực phẩm Đông Nam Á. Chúng tôi có đầy đủ tất cả các loại mặt hàng đa dạng như Lào, Thái, Việt. Chợ có bán tất cả các loại hải sản tươi sống, tôm cua, các loại cá sống và các loại trái cây, hoa quả tươi được nhập mỗi ngày. Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm các loại gạo thơm, gạo nếp và đầy đủ các mặt hàng gia đình với giá cả phải chăng. Đến với hệ thống chợ Mekong và Vinmart để có một bữa ăn ngon cho gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc chợ Mekong qua số 747 Main Street, thành phố Worcester, 508-304-1437, chợ Vinmart 1-176 Narragansett, Rhode Island, 401-490-0612, chợ Vinmart 2-123 Church Street, thành phố Lowell, 978-710-6237. Nếu không may bạn gặp tai nạn giao thông, hãy đến ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm khám và điều trị, đừng để nguy hiểm về sau. Ở đây sẽ giúp bạn làm giấy tờ từ A tới Z, dù lỗi hay phải. Ở đây nhận tất cả các bảo hiểm xe, Blue Cross, Blue Shield, Medicare và hầu hết các bảo hiểm khác. Và ở đây có chăm cứu với thạc sĩ Nương Ai Phan. Bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm 617-282-2922 tại 990 Dorchester Avenue, Dorchester, MA 02125. Bạn có phải là chủ tiệm nail không? Đang nhức đầu vì sự khó hiểu của lệ phí thẻ tín dụng, thất vọng vì sự khác biệt ngôn ngữ làm trở ngại trong giao tiếp. VMS có chương trình giá cố định sẽ làm lệ phí của bạn đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ khách tốt nhất với dịch vụ chăm sóc khách hàng vui vẻ, chuyên nghiệp và tận tâm. VMS không chỉ là công ty xử lý thẻ tín dụng lớn nhất và tốt nhất của người Việt, mà hơn nữa, chúng tôi thông hiểu ngôn ngữ, văn hóa và doanh nghiệp của bạn. Hãy gọi cho chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí trước khi bạn quyết định đăng ký với công ty khác. 1-844-VMS-0100. Vietnamese Merchant Services là cuộc gọi đúng nhất cho doanh nghiệp của bạn. Slim Express siêu hiệu quả giảm cân. Phoenix Beauty Center xin giới thiệu Slim Express giảm cân hiệu quả tức thời. Dùng Slim Express uống trong 2 tuần giảm cân từ 5 đến 10 pound không gây phản ứng phụ. Dầu gội đầu Hands Defoco đặc biệt chống rụng tóc, giúp tóc luôn khỏe mạnh và mượt mà.
Hans de Fuco, các loại gel wax giúp dễ dàng tạo dáng các kiểu tóc Dietity Body Slim, trà giảm cân, clean sạch những chất mỡ thừa trong cơ thể. Cần đại lý 50 tiểu bang xin gọi toll free 1-855-333-8888. Để xem lại các chương trình đã chiếu của SBTN Boston, xin quý vị vào trang nhà www.sbtnboston.com hoặc truy cập vào channel SBTN Boston tại YouTube để theo dõi các chương trình đã chiếu của SBTN Boston. Tết cộng đồng. Thưa quý vị, Tết cộng đồng của người Việt tại Boston được tổ chức vào ngày 14 tháng 2 năm 2015 vào lúc 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều cho hội chợ Tết và 7 giờ đến 11 giờ 30 cho dạ bụ đón xuân. Địa điểm 125 Willie Day Boulevard, South Boston, Massachusetts 02125. Kính mời quý vị đến và cùng đón xuân cùng với cộng đồng người Việt tại Boston. Thưa quý vị, Hội Tương trợ Người Việt tại Connecticut trân trọng kính mời quý đồng hương gần xa đến tham dự đại nhậm hội và dạ vũ vào thứ Bảy ngày 21 tháng 2 năm 2015 sắp tới để cùng với cộng đồng người Việt tại đây chào đón xuân Ất Mùi năm 2015. Địa điểm số 730 North Mountain Road, New Winton, Connecticut 06111. Chương trình ca nhạc và múa lân chào đón quý khách vào lúc 1 giờ trưa và khai mạc vào lúc 2 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều, vào cửa miễn phí. Đặc biệt, dạ vũ đón xuân vào lúc 8 giờ 30 tối đến 12 giờ 30 với sự góp mặt của hai ca sĩ Thùy Vân và Hoài Phương đến từ Cali. Mọi chi tiết xin liên hệ Tuyết Nguyễn qua số 860-817-7175. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến vui xuân. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tại thành phố Ringfield trân trọng kính mời quý đồng hương gần xa đến đón xuân vào Chủ nhật ngày 15 tháng 2 năm 2015. Địa điểm số 375 Island Pond Road, thành phố Ringfield 011118. Lễ hội cổ truyền được tổ chức vào lúc 12 giờ đến 6 giờ chiều và phần dạ vũ mừng xuân vào lúc 8 giờ đến 12 giờ khuya với sự góp mặt của các ca sĩ đến từ Cali. Mọi chi tiết xin liên lạc qua số Trung Duy Nhạc 413-204-6162, Nguyễn Thành Long 860-948-0578. Ban tổ chức kính mời.